Làm khỏe thận Trước khi làm khỏe thận bằng năng lượng của suy nghĩ, hãy đặt hai tay vào vùng hai quả thận. Hãy cọ hai tay cho ấm lên, sau đó đặt chúng ra sau lưng vùng quả thận ở hai bên xương sườn. Phía dưới dễ sườn cuối cùng, giữ tay khoảng 5 phút. Tưởng tượng từ lòng tay các dòng năng lượng đi vào thân thể, xuyên qua thận và nạp đầy cho năng lượng từng tế bào của chúng. Đạt được cảm giác ấm trong mỗi quả thận sau đó bằng các ngón tay vỗ nhẹ vào vùng hai bên thận Cứ chỉ nhẹ để chỉ cảm nhận sự dễ chịu mà thôi chứ không được quá sức chịu đựng sau đó chuyển sang làm khỏe thận bằng sức mạnh của ý nghĩ cần ngồi hoặc nằm một cách thoải mái nhất thả lỏng và tập trung vào vùng thận tưởng tượng mạch đập ở cả hai quả thận liền một lúc trên dưới trái phải trước sau mỗi hướng mất 3 đến 4 phút là mỗi ngày trong vòng 2 tuần, sau đó hai lần trong một tháng. Bạn có nhận thức được sự quan trọng của thận đối với cơ thể bạn? Bạn có cảm nhận được hệ thống thải này làm việc mạnh như thế nào? Bạn có biết được hệ thống làm sạch và thải có ý nghĩa quan trọng sống còn thế nào nếu nó không làm tốt? Ôi, tàu hóa vi đài đã nghĩ ra một cơ thể hoàn thiện là cơ thể con người sao người lại có thể đoán rằng con người bằng suy nghĩ và việc làm của mình có thể làm hỏng đi tác phẩm tài năng của người chúng ta chỉ có thể gửi đến thế giới xung quanh và cho chính chúng ta các cơ quan của cơ thể chúng ta trong đó có hai quả thận những suy nghĩ và cảm xúc tốt sự chú ý và sự quan tâm chúng đòi hỏi sự chú ý và sự quan tâm để có thể phục vụ tốt cho chúng ta cả đời thận đòi hỏi thường xuyên phải biết cảm ơn và mong muốn sức khỏe cho chúng chỉ có khi đó chúng mới nhận được đủ năng lượng tinh thần cần thiết và hoàn thành nhiệm vụ cơ bản của mình là đưa ra ngoài các chất độc và các chất không cần thiết được hòa tan trong máu nếu như máu quá bẩn thì thận có thể bị quá tải cho nên khi bạn dùng các thuốc hóa học ăn và uống các thức ăn độc hại thì bạn hãy hỏi ý kiến các quả thận của mình xem có làm cho nó bị quá tải không chúng có thể lọc sạch được một khối lượng các chất độc không cần thiết đó không hãy chú ý đến hai quả thận của mình hãy nhớ rằng ngày đêm chúng lao động không nghĩ vì chúng ta đừng lợi dụng lòng tốt và sự trung thành của chúng